vì muốn đối trị pháp ác bất thiện nên đưa ra 37 phần bồ đề vi diệu. Ác bất thiện đó là tham sân si. Tham lại có 3 bậc là thượng trung hạ. Tham bậc thượng là nghe tên cảnh dục, lòng vui mừng hớn hở, chẳng quán nỗi của dục, chẳng sanh nhảm lìa tìm tòi phi lý, không có xấu hổ. Người không xấu hổ như một mình đi đến đâu, tâm thường nghĩ về cảnh dục, liên tục chưa từng tạm nghỉ, chỉ thấy tốt đẹp, chẳng biết tội lỗi. Cha mẹ thầy bạn của trách sự tham dục kia cũng hoàn toàn không xấu hổ, vì chẳng biết nên phát khởi tranh cãi. Như thế gọi là người không xấu hổ, loại này chết sẽ đọa nẻo ác. Tham bậc trung là khi lìa cảnh dục, dục tâm chẳng khởi. Tham bậc hạ là chỉ cùng nói cười, dục tình liền hết. Sân cũng có 3 bậc. Sân bậc thượng là tức giận, nếu phát khởi thì tâm mờ mắt hoa, hoặc tạo nghiệp vô gián, hoặc hủy báng chánh pháp, hoặc tạo các nghiệp trọng tội khác, hơn ngũ vô gián, nhiều gấp trăm ngàn lần. Sân bậc trung là do sân giận tạo các việc ác, lập tức sanh hối hận. Sân bậc hạ là tâm không hiểm hận, chỉ miệng chê trách, liền ăn năn. Si cũng có 3 bậc, nên biết đúng lý. Mặc dù quán như thế mà biết các pháp đều như huyễn như mộng, tiếng vang, bóng hình, bóng sáng, quáng nắng, sự biến hóa và ảo ảnh, vì hư vọng điên đảo thấy chẳng thật. Cảnh giới hít bên ngoài diệt, thì trong tâm vắng lặng, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt tịnh lự ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt bát nhã ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành bát nhã ba la mật đa, đó là các bồ tát chánh trí, quán sắc thọ tưởng hành thức, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc tập, chẳng thấy sắc diệt. Thọ tưởng hành thức cũng như thế. Vì sao? Vì tự tánh đều là không, không có chân thật, chỉ có danh tự giả dối trình bày, mà hành bát nhã ba la mật đa, giáo hóa các hữu tình hoàn toàn, chẳng vì nói không nghiệp không quả. Mặc dù biết các pháp đều như huyễn như mộng, tiếng vang, bóng hình, bóng sáng, quáng nắng, biến hóa và ảo ảnh, không có ngã hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, mà thường tuyên thuyết có nghiệp quả. Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, quyến thuộc của ma chẳng được tiện lợi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này gần gũi bạn lành, thành tựu trợ bồ đề, lìa pháp thế gian, hoan hỷ khen ngợi chánh pháp sâu xa của các đức Như Lai, chư thiền mà phạm và sa môn bà la môn vân vân, chư Phật chánh trí không ai bằng được, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt bát nhã ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt phương tiện thiện xảo ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành phương tiện thiện xảo ba la mật đa, nghĩa là các bồ tát phương tiện thiện xảo hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu thấy hoa quả thế gian tốt đẹp, thường đem cúng dường chư Phật Bồ Tát, ngày đêm sáu thời không từng tạm nghỉ, đem thắng thiện này hồi hướng Bồ Đề, cũng như thấy hoa quả cây, nếu nghe trong khế kinh Như Lai nghĩa pháp sâu xa thì hoan hỷ tin nhận, ưa thích thọ trì đọc tụng và nói lại cho người khác, đem diệu thiện này hồi hướng Bồ Đề, nếu thấy bảo tháp và hình tượng Như Lai thì liền đem các thứ hương hoa cúng dường, nguyện là hữu tình lìa hương phá giới, được hương tịnh giới. Giống như chư Phật quét dưới đất bụi, nguyện các hữu tình uy nghi tề chỉnh, lọng hoa che phủ, nguyện các hữu tình xa lìa nóng nảy, vào trụ xứ tăng, nguyện các hữu tình đều vào niết bàn, ra khỏi chỗ tăng trụ, nguyện các hữu tình ra khỏi cảnh ma. Thấy hít cửa tăng mở, bèn phát nguyện, đem trí xuất thế vì các hữu tình mở cửa chưa mở, đều khiến ngộ nhập. Nếu thấy cửa đóng, nguyện các hữu tình đóng cửa ba cõi hoặc bốn nẻo ác. Nếu được ngồi yên, nguyện các hữu tình ngồi tòa bồ đề. Nếu nằm hông phải, nguyện các hữu tình đều chứng niết bàn. Lúc ngồi nằm dậy,
nguyện các hữu tình đìa các sự phát sanh mê lầm. Nếu khi rửa chân, nguyện các hữu tình đìa đất bụi nhơ. Nếu khi lại Phật, nhiễu bên phải bảo tháp, nguyện các hữu tình đều sẽ thành Phật, được trời người cung kính chẳng lấy đó làm vui mừng. Nếu có ngoại đạo tà kiến khó giáo hóa, bèn nghĩ, ta làm thầy họ, thì họ có giữ sự kiêu mạn, chắc chắn chẳng chịu tin, hãy làm đồng học hoặc làm đệ tử, tùy ở trong chúng của họ mà giới hạnh đa văn hơn các ngoại đạo, nhân đây hàng phục họ, được họ tôn trọng làm thầy, thì lời nói chắc chắn được tin nhận, hủy bỏ tà pháp, nói tránh niết bàn, làm cho nhập vào giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, tấn tù phạm hạnh, tịnh lự đằng trì, đắc thần thông thù thắng, tù tất cả diệu thiện. Thấy người đa dục hóa làm nữ nhân đẹp nhất, khiến cho kẻ kia say mê, trong khoảng chốc lát thị hiện vô thường, nhan sắc biến đổi, xỉnh trương bùn nát, hôi thối khiến cho chán ghét, nhậm gớm và khởi tâm nhàm chán, xa lìa, liền hoàn phục hình cũ là hình tượng Bồ Tát, nhân đó nói pháp yếu sâu xa, khiến cho phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu hành đại thừa thành quả vô thượng. Thấy người đại thừa xa lìa bạn lành quen biết, tùy siêng năng tinh tấn học đạo nhị thừa, nhưng đối với quả đó không thể chứng đắc, mất pháp lợi nơi đại thừa vô thượng, quán căn tánh của người kia thuyết đại thừa cho họ, làm cho người đó hồi tâm nhập đạo vô thượng. Người chưa phát tâm, giáo hóa làm cho phát tâm, nếu đã phát tâm thì khuyên khiến cho bền vững. Thấy người trì giới phạm tội nhẹ, chẳng hiểu để trình bày sám hối nên lo sợ buồn rầu thối lui, do đó không thể tấn tu đạo cao đẹp, thì liền thuyết pháp cho họ, khiến họ mau sám hối để trừ diệt tâm địa buồn rầu, tấn tu đạo cao đẹp. Các chúng Bồ Tát ấy thiểu dục hỷ túc, chuyên cầu pháp lợi, vì các hữu tình thuyết về sự cúng dường Như Lai, do đó liền thành tựu sáu ba la mật đa. Thuyết pháp cúng dường đó là bố thí ba la mật đa, hành động chẳng trái với lời nói đó là tịnh giới ba la mật đa, các thiền mà vân vân chẳng thể não loạn đó là an nhẫn ba la mật đa, tầm tiếp nối nhau chẳng biết mỏi mệt đó là tinh tấn ba la mật đa, truyền tầm nhất niệm chẳng duyên cảnh khác đó là tịnh lự ba la mật đa, thuyết pháp cúng dường lìa ngã ngã sở đó là bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa liền. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt diệu nguyện ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành diệu nguyện ba la mật đa, nghĩa là các bồ tát có các sở nguyện chẳng vì được hưởng vui sướng khoái lạc thế gian, cũng chẳng vì mình cầu ra khỏi ba cõi tu đạo nhị thừa chứng niết bàn an lạc, mà chỉ nguyện tất cả hữu tình đều nhập vào cõi vô dư bát niết bàn trước, mình thành chánh giác sau cùng. Người chưa phát tâm thì giáo hóa làm cho phát tâm, nếu đã phát tâm rồi thì làm cho họ tu đại hạnh, đã tu đại hạnh rồi thì làm cho được bồ đề, đắc bồ đề rồi thì khuyên mời thuyết pháp lần lượt cho đến sau khi vào niết bàn, dùng bài báu tốt đẹp xây tháp tôn trí xá lợi, thiết lập sự cúng dường, làm cho vô lượng chúng đạt được phước vô biên. Lại phát nguyện các thế giới mà Phật thành chánh giác đều không có thiên ma và các ngoại đạo làm rối loạn, nguyện do tự trí phát tâm vô thượng, chẳng nhờ ngoại duyên, tùy phát mà thối lui. Lại phải nguyện, ta thường ở thế gian thành tục hữu tình, khiến cho đạt được lợi ích an lạc, nguyện các Bồ Tát, vân vân, mới phát tâm, nếu nghe Như Lai thuyết pháp sâu xa, ngộ nhập đúng như thật, tâm không kinh sợ. Nguyện các hữu tình đắc đại trí tuệ, đều thông suốt hoàn toàn vô biên Phật đạo, vô biên Phật cảnh, vô biên đại bi, làm lợi ích vô biên các loài hữu tình. Các Bồ Tát này phần nhiều nguyện tự thân, thường ở nước như uế, chẳng sanh cõi tịnh. Vì sao? Vì như có người bệnh mới nhờ thầy thuốc, nếu không có bệnh tật thì thầy thuốc vô dụng. Bồ Tát khi phát diệu nguyện như thế, chẳng thấy năng hành và phát sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt diệu nguyện ba la mật đa.
Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa có thể thông đạt lực ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành lực ba la mật đa, nghĩa là các bồ tát có thể hàng phục thiên ma, dẹp trừ ngoại đạo, đầy đủ năng lực phước đức trí tuệ, tu hành tất cả phật pháp, chứng biết tất cả phật cảnh, dùng năng lực thần thông đem đầu sợi lông nhất châu thiệm bộ hoặc cõi bốn châu hoặc cõi đại thiên đến vô lượng thế giới như các sông Hằng trong mười phương, rồi để lại chỗ cũ mà không hề tổn hại, hoặc dùng năng lực thần thông ở giữa hư không lấy các thứ báu bố thí cho loài hữu tình có thể nghe và thọ trì tất cả pháp mà chư Phật thuyết ở vô lượng vô biên thế giới trong mười phương, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa có thể thông đạt lực ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa có thể thông đạt trí ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành trí ba la mật đa, nghĩa là các bồ tát quán sát năm uẩn sanh chẳng phải thật sanh, diệt chẳng phải thật diệt, tư duy năm uẩn đều rốt ráo không, không có ngã hữu tình dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, phàm phu điên đảo hư vọng chấp trước, chẳng biết đúng như thật các uẩn, chẳng phải ngã, chẳng biết đúng như thật ngã, chẳng phải các uẩn, trong ngã không có uẩn, do đó sanh tử luân hồi các nẻo, như vòng lửa xoay. Kẻ phàm phu ngu si vọng chấp là có, nhưng tất cả pháp tự tánh vốn không, không sanh không diệt, duyên hợp lại gọi là sanh, duyên lìa tan thì bảo là diệt, thật không có sanh diệt. Tánh chẳng phải vô, nên chẳng thể nói sanh, tánh chẳng phải hữu, nên chẳng thể nói là diệt. Các Bồ Tát này đối với tất cả cảnh, không pháp nào là không thông suốt. Tu hành trí ba la mật đa này, nhị thừa ngoại đạo chẳng thể ngăn cản. Dùng trí quan sát, từ khi mới phát tâm cho đến niết bàn đều thấu suốt tất cả. Có thể dùng một pháp mà biết tất cả cảnh, đạt tất cả cảnh chẳng lìa một pháp. Vì sao? Vì chân như là một. Thế nên khi các Bồ Tát tu trí này chẳng thấy năng tu và pháp sở tu, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa có thể thông đạt trí ba la mật đa, đó gọi là Bồ Tát tu học một pháp có thể thông đạt tất cả pháp. Hết quyển thứ 566.